that dance. So yeah. Nhưng mà đôi khi cuộc sống này không được màu hồng như vậy. Bố tôi thường nói á, một người phụ nữ đẹp đúng là một kiệt tác, nhưng đôi khi họ cũng thực sự là một mối nguy hiểm tiềm tàng đấy các bạn. So hả? Yeah. Này em ơi, why you so đẹp? Cái mặt màu nâu của em so đẹp. Có bao tổ xấu tại em so đẹp. Everything about you, em so đẹp. Này em ơi, why you so đẹp? Nó tới từ đâu sao em so đẹp? Cái mặt sáng giá vì em so đẹp. Ba nội bảy chim vì em so đẹp. Em dễ dàng có được điều em muốn. Họ không muốn em đụng tay vào làm. Anh khác xa với những gì em muốn. Thứ anh có phải từ tay mà làm. Em nghĩ sao cái điều anh nói? Thành thật đó với anh luôn là vàng. Nếu chân thành này có thể đảm bám. Chào hết đi để ta có được nàng. Tin có như không. Khi thấy mình không muốn không hàm. Khi thấy mình không dám không làm. Khi thấy mình không chắc không hơn. Những việc không đã anh sẽ không làm. Vì những nhỏ mình trước mặt bao xa. Trở thành cái sắc chưa chắc trùng mạng. Nên cứ chìm đắm bằng lời xa hoa. Những chuyện sao nhã anh sẽ không mang. Yeah, anh sẽ không mang. Yeah. Tại vì em sầu đẹp. Từ diện mạo cho cả tâm hồn. Tại vì em sầu đẹp. Em khác xa với những gì họ nói. Right. Tại vì em sầu đẹp. Đúng trăm nghe thì không bảo một thấy. Họ muốn đoạt lấy. Anh chỉ muốn mình vui. Mọi chuyện xứng đáng. Tại vì em sầu đẹp. Yeah. Tại vì em sầu đẹp. That's right. Tại vì em sầu đẹp. What, what? So, the way I'm so deaf, ha, the way I'm so deaf, that's right. The way I'm so deaf, what, what, the way I'm so, em. Sáng em thon thả, bước đi cho thong thả. Mấy câu đòn đà, không làm tiềm ngạ. Anh biết là tính anh hối hả, chào đi không mong cha. Yeah. Giữa chốn xa hoa tự hỏi nàng nhớ anh không hả. Anh cũng thích ăn bóng thơm ảnh bào, trà đá, cà phê và thuốc lào. Bước lên phố cùng em vào mỗi sáng, không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Giấc giấc bờ kia anh còn đang ấp ủ, này bỗng vì ai mà anh lại mất ngủ. Hồ trái tim vàng cũng có lúc thất thủ, tìm có như không thì cũng chưa chắc đủ. Nhận ra mình chứng nào thật đây, cứng đầu thật đây. Biết bao lâu tôi mới hiểu được rằng hạnh phúc này không cần dần lên. Anh tiếp tục chứng minh họ thấy cảm xúc anh mang khó thể lấy buồn quá. Nếu có lý do cho những việc anh làm thì là vì là em sâu đẹp. Từ diện mạo cho đến cả tâm hồn. Em khác xa với những gì họ nói. Đúng trăm nghe thì không bằng một thấy. Họ muốn đoạt lấy là vì em sâu đẹp. Từ diện mạo cho đến cả tâm hồn. Em khác xa với những gì họ nói. Đúng trăm nghe thì không bằng một thấy. Họ muốn đoạt lấy là vì em sâu đẹp. Yeah, sâu đẹp. Yeah. Là vì em sâu đẹp. That's right. Là vì em sâu đẹp. What, what? Là vì em sâu. Em sâu. Là vì em sâu đẹp. Yeah. Là vì em sâu đẹp. That's right. Là vì em sâu đẹp. What, what? Là sao nhỉ? Nhiều chưa chắc đã yêu. Em sâu đẹp từng centimet. Anh không nói phép cũng chẳng nói điều. Anh vội vàng chỉ yêu đã hỏi. Em duyên dáng chưa nói đã cười. Thấp thiệu sầu mình lại nâng chén cho những nghĩ si. Ta chào tới người ta xoài. Wow. Là em sâu đẹp ha. Yeah. Mọi người gọi anh là Hải Chi. Đến từ OTD. Yeah. Gặp em lần đầu tiên khi chi ông cả hai còn non trẻ. Tâm hồn anh cả chua và em là trái trên cây còn ngon nghẻ. Kể từ ngày hôm đó cứ mang theo những suy nghĩ bị mìu. Một phần dành cho nhạc, còn dành về em thì tí tí đâu ta. Chạy nhau giữa phần thanh xuân ôm lấy nhau từ một lần nhanh chân. Khi mắt anh như ánh nắng thì nụ cười em như là phần thanh vân. Nếu cuộc đời là tờ vé số anh muốn mình phải chung số phu thê. Ta bên nhau trong vô thức bị tình yêu gia vào một cõi u mê. Đôi khi quên mất đi chiếc đồng hồ của anh không quay ngược lại. Tâm trạng như con chim bị bắt đột ngột không còn được bay được chạy. Đẩy em vào suy nghĩ trên một đường ray trượt. Trái tim biết yêu khói ốc như quên điều hay đường cháy. Sau mỗi lần chúng ta, anh lại có nhiều nguồn cảm hứng. Sau mỗi lần chúng ta, anh lại có nhiều nguồn cảm hứng. Anh đói đau miệng như thế. Em là của cả đời anh. Đúng anh nghĩ mỗi ngày như thế. Để vũ trụ sẽ trả lời anh. Lý do con người tồn tại là vì tình yêu chưa thể nào ngừng. Mặc nhau mà khép nín thở bình tai. Nhưng trong lòng ngực vẫn luôn trào dâng. Feel vào cái micro những điều tuyệt vời. Có thể nghe thấy người nếm chạm. Đúng một ngày gấp đôi 2 giờ dùng tim cảm nhận để gửi đến bạn. Tay yêu nhau mình trong tâm trí. Anh như đang tay trong cầu kỳ. Đừng nói chi, đừng nói chi, đừng nói chi, đừng nói chi.
ra. Và nếu như bạn đủ yêu thì hãy là người mở cánh cửa ấy, dù bản thân mãi mãi bị mắc kẹt. Bởi vì tình yêu là cảm nhận, không phải xác nhận. T-E-Z way. Put your hands up. Yeah. Hà Nội mùa này thì đang nóng thêm, khiến người ta thật chóng quên. Dáng em anh vẫn luôn nhớ, đem vô đi theo bóng mặt trời, còn anh chỉ muốn đi theo hình bóng em. Chỉ nhớ anh chưa bao giờ lẫn cả, và để bảo vệ em anh có học qua judo. Lễ cưới mình sẽ không có nhẫn giả, bởi vì đơn giản anh không phải Naruto. Và em ơi, em có thể nào cho anh một tín hiệu để anh biết tình cảm ta đang nhích lên? Anh cứ tự hỏi khi có người bảo trong đó kêu anh như là một vì sao. Vì sao thích em? Câu hỏi chưa được giải đáp, chỉ qua dòng lyric hay là vài con flow. Gặp mặt em ba mẹ cũng đã thương rồi, muốn em về nhà dương ngồi với những cái người con dâu. Quá lâu, quá lâu, anh đã thật sự yêu em quá lâu, không giấu em được nữa đâu. Anh đã thật sự yêu em quá lâu, quá lâu, yeah, yeah. Quá lâu, quá lâu, quá lâu. Nếu em không thích thời tiết nóng bức thì anh muốn được cùng em đi biển. Đừng để bản thân trong thức, anh sẽ đưa em về lâu đài nguy nga không có sự nguy hiểm. Tìm hiểu em qua từng cử chỉ nên anh hiểu khá sâu. Khoảng thời gian đó anh có thể đạt một tầm cao mới, nhưng em khiến anh quá lâu. Dắt em qua từng bậc cảm xúc trên giai điệu mà dead flow anh không có sửa. Nếu em thích anh là một chàng trai bad boy, bên gì không có cửa. Vậy thì sao đây? Về từng bao vây xung quanh em thì không đủ trình độ nên cuốn gói. Anh chắc chắn sẽ có được em, nên tóm lại đây là điều mà anh muốn nói. Anh đã thật sự yêu em quá lâu, quá lâu. Anh đã thật sự yêu em quá lâu, không giấu em được nữa đâu. Anh đã thật sự yêu em quá lâu, quá lâu, yeah, yeah. Quá lâu, quá lâu, quá lâu. Và baby, muốn có những giấc mơ đẹp, chỉ cần nằm cạnh nhau và ta khép mi thôi. Cho em những cái ôm ấm áp, bonus thêm một nụ hôn khi em gọi Teddy ơi, yeah, yeah. Thế là quá đủ cảm giác như bà chủ, có được em bên cạnh mọi đối thủ anh không ngại việc ready. Anh xin phép khi gọi em là Pepsi, vì một điều đơn giản đã quá Pepsi ơi. Em cảm ơn ạ. Mà không thấy em nên thôi mình về. Đứng ở ngay trước cửa nhà em mà sao em không ra em chê mình rồi. Tự nhiên anh càng rất thắt lưng chữ ế. Ai giờ đời chỉ thế mà thôi. Không còn chiếu rạp. Nếu như em thích bộ phim truyền hình bắt ghế ngồi coi, cứ tưởng là cả đời nên đi thẳng. Ai về gặp em tự nhiên đã xin nha. Em khiến con tim đập bum bum bắt em khiến cho lòng mình đôi lúc nguy nè. Dù là có yêu thêm 10 ngàn năm nữa, anh sẽ không để tình trôi vào dĩ vãng. Anh sẽ ghi thêm nhiều bản kinh điển, sẽ sống như là chân suốt si đa. Nhưng mà đời thì không đẹp như là anh muốn. Mấy thứ này cũng chỉ có trong phim. Thì sáng thức dậy cũng như người khác, không phải là trong chuyện không có ông tiên. 24 giờ yêu em và hip hop, việc của anh làm là luôn cống hiến. Và đối với anh như vậy là vui vẻ, ăn nhà hàng nghe cái đá công viên. No baby, ooh yeah, bao nhiêu câu ca em còn chưa nghe. Cao tới sân chỉ con đường mưa, yeah. Thấy em đang gớt mang nhiều đưa, yeah. Lúc mi em mưa anh còn chưa mê. Nói ra như thế sao lại đưa. Giống như bà má nó xưa ghê, giống như bà má nó xưa ghê. Nhìn hạt mưa tí tách nhẹ rơi trên mái tôn. Anh này quá ly say, vậy sao mà anh về. Chợt hiện ra với những ký ức liền gọi điện nghe cho số em. Xin quá giang trên đường em tiện đi về. Điều mà em muốn nói anh không muốn nghe. Anh muốn nói lẽ cho anh xuống xe. Ngại không khi có những ánh mắt mình nhìn theo anh với em. Mà sao em nỡ đứng yên khiến cho anh thật đau lòng, yeah. Anh sẽ làm nó ngay hôm nay và sẽ không để một giây nào chậm trễ. Như là AK-49, tình yêu đẹp luôn là như thế. Em mang tia nắng xuyên qua tâm hồn, em cho âm thanh chìm vào cơ thể. Em là viên thuốc cho anh sinh tồn, em là giải pháp trong nhiều cơn mê. Sẽ đưa tay để bắt cả bầu trời, anh sẽ đem hết nỗi nhớ đeo vào tim em. Anh sẽ có thêm một người để mà chờ, mà đợi sẽ là tài xế với cô riêng em. Mình sẽ ăn hết mấy món mà em thích,
Ngồi những chỗ lần đầu tiên đến, anh sẽ lấy quê anh và cho em lên Đà Lạt. Ở trên đồi cha chúng ta người xuyên đời. Anh chỉ muốn mình con trống đậu, nhưng trong lòng hãy nói ra đi. Chỉ muốn anh trên anh được đèo em sẽ được dài hơn biên giới Na Uy. Có những điều anh xem đơn giản, cuộc sống này vui hơn là ta người. Để đi với em trong trời mưa là và giống như là đến tới Paris. Baby u yeah, bao nhiêu con cái còn chưa yeah, cảm thấy sao chỉ còn đường mưa yeah. Lúc em đang ước bao nhiêu đường yeah, lúc mà em mới còn chưa mê. Bắt ra như thế rồi lại được, giống như bà má nói sự, giống như bà má nói sự. Hạt mưa tí tách nhẹ rơi trên mái tôn. Anh nơi quá ly say vậy sao mà anh về? Chợt hiện ra với những ký ức liền gọi điện nghe cho số em. Anh xin quá giang trên đường em tiện đi về. Điều mà em muốn nói anh không muốn nghe. Anh muốn nói lẹ cho em xuống xe. Ngại ngùng khi có những ánh mắt nhìn nhìn theo anh với em mà sợ em nơi đứng yên khiến cho anh thật đau lòng. Lại được, giống như bà má đã xưa, giống như bà má đã xưa.